Chăm sóc da mặt từ lâu đã là một nhu cầu tất yếu của mọi người, dần dần từ việc làm sạch mặt với nước sạch, nước gạo, bổ sung các dưỡng chất cho da bằng các loại quả, nha đam, cây cỏ, đến việc sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch da. Hiện nay trên thị trường mỹ phẩm có rất nhiều dòng sữa rửa mặt khác nhau, có xuất xứ từ nhiều quốc gia với các thành phần đa dạng. Mỗi sản phẩm được tạo ra để đáp ứng cho nhu cầu của người sử dụng để phù hợp với da của mình. Vậy bạn đã có sản phẩm sữa rửa mặt cho riêng mình chưa? Bạn vẫn còn băn khoăn, tìm kiếm, lo lắng thành phần của sữa rửa mặt có an toàn hay không? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về sản phẩm sữa rửa mặt Dr. Bemer Amino Clear Foaming Cleanser. Thành phần của sữa rửa mặt ra sao, công dụng thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn dưới đây. Thông tin sản phẩm sữa rửa mặt Dr. Bemer Amino Clear Foaming Cleanser. Dr. Bemer Amino Clear Foaming Cleanser là một sản phẩm chăm sóc da mặt dành riêng cho những chị em mà da có nhiều khuyết điểm. Sản phẩm không chỉ có công dụng làm sạch da từ sâu bên trong mà còn cải thiện kết cấu, làm sạch lỗ chân lông, giảm tình trạng mụn trên da, với thiết kế bao bì là dạng tuyết cũng như màu sắc chủ đạo là màu trắng. Với những thông tin và tên thương hiệu là màu xanh da trời, sản phẩm đem lại cho người dùng cảm giác tinh tế, thanh khiết nhưng có phần hơi mờ nhạt. Sữa rửa mặt Dr. Bemer Amino Clear Foaming Cleanser đã được thiết kế tương ứng với làn da, đem lại hiệu quả cao khi sử dụng. Thành phần chính, sữa rửa mặt Dr. Bemer Amino Clear Foaming Cleanser có các thành phần dược chiết xuất từ thiên nhiên như lá trà, từ tinh dầu bergamot, từ lá hương thảo. Nổi bật lên là ba thành phần chính sau đây: serin. Serin bản chất là một alpha acid amin được sử dụng chủ yếu trong quá trình sinh tổng hợp protein, có tác dụng loại bỏ tế bào chết một cách nhẹ nhàng, loại bỏ triệt để bụi bẩn da chết tại lỗ chân lông, làm mịn lỗ chân lông, nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da và ngăn ngừa tình trạng khô da, luôn giữ được độ ẩm cho da. Thành phần có tính an toàn và dịu nhẹ đối với da. Allantoin là một chất thường thấy trong rễ cây hoa cúc, hiện nay cũng được tổng hợp tại phòng thí nghiệm. Allantoin có tác dụng tái tạo da và bảo vệ da, cung cấp độ ẩm cho da, chống dị ứng, mẩn đỏ trên da. Không chỉ có vậy, Allantoin còn có tác dụng làm dịu, chống dị ứng, dưỡng ẩm, chống lão hóa cho da và có khả năng ngăn ngừa mụn trứng cá panthenol. Là hoạt chất có công dụng giúp lưu giữ độ ẩm, dưỡng ẩm rất tốt, chống oxy hóa, lão hóa da, làm dịu da dưới các tác động và kháng viêm cho da. Panthenol còn có một công dụng đặc biệt, đó là tăng cường hàng rào bảo vệ, giúp da tránh được các tổn thương khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Công dụng của sữa rửa mặt dịu nhẹ Dr. Bemer Amino Clear Foaming Cleanser. Với việc sử dụng công thức Skin Sync, sữa rửa mặt dịu nhẹ Dr. Bemer Amino Clear Foaming Cleanser đã giúp làm sạch sâu bề mặt da, có khả năng loại bỏ tốt tế bào chết tận sâu trong lỗ chân lông, giúp cho da trở nên dịu nhẹ, mềm mại và không làm tổn thương da. Thành phần có chứa allantoin, giúp tái tạo làn da, cải thiện sắc da, giúp tăng khả năng hấp thụ các dưỡng chất của các bước dưỡng da tiếp theo tốt hơn, lưu giữ độ ẩm cao cho da, dưỡng da, làm cho làn da khỏe mạnh hơn. Sữa rửa mặt này có độ pH thấp, khá tương đồng với da nên rất an toàn, có thể sử dụng cho mọi loại da, kể cả là da nhạy cảm. Đánh giá chi tiết Dr. Bemer Amino Clear. Bao bì, sản phẩm được thiết kế ở dạng tuyết 150ml, có nắp tròn đậy riêng, rất tiện lợi, màu sắc chủ đạo là màu trắng, chữ in trên sản phẩm là màu xanh da trời. Thoáng qua trông sản phẩm rất thanh cao tinh khiết nhưng có phần mờ nhạt. Các thông tin về sản phẩm như thành phần, công dụng, ngày sản xuất, hạn sử dụng đều được in rất rõ trên sản phẩm, mặc dù bao bì là tiếng Hàn Quốc. Nhưng nếu bạn mua sản phẩm ở Việt Nam thì sẽ có một tờ thông tin đi kèm theo cảm nhận khi sử dụng. Chúng ta cùng lắng nghe một số nhận xét chia sẻ trên diễn đàn web Chetho của người dùng. Mình biết đến sản phẩm này qua các trang mạng. Nhìn chung bề ngoài sản phẩm không có gì nổi bật lắm, khá mờ nhạt, không gây ấn tượng. Dạng tuyết nên cũng dễ sử dụng, còn về công dụng của nó thì không thể chê được. Sau lần dùng đầu tiên mình cảm thấy da mặt thật thông thoáng mà không bị khô. Mùi hương cũng rất dễ chịu, các bạn thử dùng để cảm nhận được rõ ràng hơn nhé. Còn mình thì rất ưng sản phẩm này rồi. Một beauty blogger cũng chia sẻ về sản phẩm. Tuy sữa rửa mặt Dr. Bemer Amino Clear không quá nổi bật về bao bì nhưng nó luôn là mặt hàng được phái đẹp săn đón. Bởi các thành phần, nguyên liệu sạch an toàn, được trải qua các công đoạn chế biến kỹ càng, gắt gao nên chất lượng của sản phẩm rất tốt. Mình tin dùng sản phẩm một thời gian rồi, bởi nó quá nổi trội so với các dòng sữa rửa mặt khác. Từ sau khi dùng, da mình cải thiện sắc da đáng kể.
da mặt mềm mại và ít khi bị nổi mụn nữa, tuyết nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi đi làm hay du lịch. Sản phẩm như một linh vật bảo vệ ấy, rất phù hợp cho những làn da nhạy cảm, dễ mẩn đỏ. Già yếu, các bạn yên tâm sử dụng nhé. Dr. Bemer Amino Clear có tốt không? Sữa rửa mặt Dr. Bemer Amino Clear thuộc dạng bọt mịn. Có tác dụng rất tốt trong việc làm sạch da, ngăn ngừa mụn, chăm sóc rất tốt cho da mụn. Sản phẩm này phù hợp với tất cả mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, nên các bạn cứ yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này. Ngoài công dụng thanh lọc, hạn chế việc hình thành mụn trên da thì sữa rửa mặt này còn có công dụng dưỡng ẩm, cải thiện da khô rất tốt. Hơn thế, với các thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như lá trà, lá hương thảo, giúp hỗ trợ làm sạch da nhẹ nhàng. Cộng với mùi hương thơm dịu nhẹ, giúp người sử dụng có thể thư giãn sau một ngày dài mệt nhọc. Hướng dẫn sử dụng sữa rửa mặt đúng cách sẽ đem lại cho bạn một làn da sạch sẽ và khỏe mạnh. Bạn cần lưu ý và thực hiện những bước sau: làm ướt da mặt tay bằng nước ấm, lấy một lượng sữa rửa mặt vừa đủ, khoảng 1-2cm da lòng bàn tay, xoa hai lòng bàn tay với nhau để tạo bọt, đưa lên mặt, massage nhẹ nhàng trên da mặt theo chiều cấu tạo của da trong vòng 1 phút. Rửa lại bằng nước ấm cho sạch bọt, sau đó rửa thêm một lần nước lạnh để se khít lỗ chân lông. Tiếp tục các bước dưỡng da tiếp theo, lưu ý bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh ẩm mốc và để xa tầm tay trẻ em. Dr. Bemer Amino Clear Foaming Cleanser chính hãng của The Face Shop mua ở đâu? Hiện nay sản phẩm đang được bán rất nhiều trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Tiki. Ngoài ra, để đảm bảo uy tín, chất lượng của sản phẩm, các bạn có thể nhờ bạn bè, người thân đang sinh sống, công tác ở bên Hàn Quốc mua hộ sữa rửa mặt dịu nhẹ Dr. Bemer Amino Clear Foaming Cleanser 150ml có giá bao nhiêu tiền? Sản phẩm có giá dao động từ 200.000 đồng đến 350.000 đồng, tùy thuộc vào thời điểm cung cầu trên thị trường, nơi người bán. Để tránh mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, bạn nên mua ở những nơi uy tín. Check code kiểm tra sản phẩm và nên đọc các review về nơi bán sản phẩm trước khi mua. Trên đây là một số những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Để có một làn da sạch và khỏe mạnh, chúng ta không thể bỏ qua sản phẩm sữa rửa mặt được. Mong rằng qua bài viết, các bạn đã có thêm một sự lựa chọn cho bản thân, thêm một loại mỹ phẩm chăm sóc da vào tủ mỹ phẩm của mình. Chúc các bạn luôn luôn tự tin, tỏa sáng với làn da của mình.